Lúc nói chuyện, ngón tay của Tiêu Viêm tại trong miệng của Mỹ do tòa Lữ Vương cũng là không tự chủ được nhẹ nhàng mở rộng một chút. Nhất thời, đó là tiếp xúc với cái lưỡi mềm mại ẩm ướt. Lập tức thân thể của Tiêu Viêm chợt run lên, một cỗ cảm giác tê dại từ trong lòng tràn lan đến. Hello, hello, chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục với tập 4 của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương tái hiện thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 5, Tiêu Viêm lần đầu tiên cọ sát với Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép của anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và là như anh xem video này nhưng mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Lúc này tư thế của Tiêu Viêm cùng với thân dưới của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương trong truyền thuyết hung danh hiểm hách, có chút kiểm diễm, không chỉ có thân thể hoàn toàn đem đối phương ngăn chặn, hơn nữa thì ngón tay cũng còn để tại trong cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận đó. Ánh mắt của Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn hai má gần như là trong gang tấc. Dung nhan này có thể nói là đẹp đẽ vô cùng, như thể kiệt tác hoàn mỹ của ông trời. Cho dù là minh mâu hàm sát như vậy nhưng mà vẫn như cũ là một cỗ mị lực xinh đẹp khó có thể che giấu. Người đàn bà này giống như là lưu vật ở trong lòng mỗi nam nhân vậy. Mặc dù thân thể mềm mại kia đem lại cho dưới thân của Tiêu Viêm khoái cảm vô cùng, nhưng mà chẳng qua giờ phút này trên khuôn mặt của hắn cũng là không có chút nào dám biểu lộ ra. Ánh mắt thoáng hiện chút kinh hãi, nhìn chằm chằm Mỹ Đô Tòa Lữ Vương một lát sau, khóe miệng co quắp một chút rồi lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi. Ngươi, chào ngươi. Lúc nói chuyện, ngón tay của Tiêu Viêm tại trong miệng của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cũng là không tự chủ được nhẹ nhàng mở rộng một chút. Nhất thời, đó là tiếp xúc với cái lưỡi mềm mại ẩm ướt. Lập tức thân thể của Tiêu Viêm chợt run lên, một cỗ cảm giác tê dại từ trong lòng tràn lan đến. Đương nhiên, mặc dù trong lòng có phiền xúc động này, bất quá Tiêu Viêm dám khẳng định, nếu là chính mình làm vậy, tuyệt đối sẽ bị Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, cho dù là Hải Ba Đông thấy, cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy oan sát thành trò. Đôi mắt hàm sát mang theo chút lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Tại lúc ngón tay đụng đến đầu lưỡi của nàng, trên khuôn mặt của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hiện lên một màu ửng hồng. Đương nhiên thì cỗ sát khí lạnh nhạt kia lại càng nhiều hơn. Mắt đẹp có chút di động, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương liếc mắt nhìn cánh tay của Tiêu Viêm lộc lặc thanh mang kia, lại liếc mắt nhìn ngón tay giống như là ngọc thạch màu xanh biếc tiến vào trong miệng của nàng. Nhất thời, con người hẹp dài con người có chút nhíu lên, trong nháy mắt răng trắng bạch hung hăng cắn mạnh xuống một cái. Bỗng a lên một tiếng, bị cắn một cái hung hăng trên ngón tay, Tiêu Viêm mở trừng mắt, đau đến hít thật sâu một ngụm lương khí, vừa định dãy dụa thoát ra, đột nhiên một cánh tay thon dài như là bạch ngọc quỷ dị bắn ra, vững vàng bóp chặt cổ của Tiêu Viêm. Trong đôi mắt đẹp kia ý uy hiếp là rất là lồng đậm. Bị Mỹ Đô Tòa Lữ Vương bóp cổ, thân thể của Tiêu Viêm bất đắc dĩ phải hạ xuống một chút. Nhất thời thì chạm đến trước ngực của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, đó là hai lời ấm áp và mềm mại. Trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh tiên phúc đùng đùng đốt lên, làm cho Tiêu Viêm hít thở thoáng có chút là dồn dập, mạnh mẽ đè lén tà hỏa kia trong cơ thể xuống. Tiêu Viêm lúc này cũng không dám chủ động đối với vị sát tinh này, lập tức cứ thẳng tắp đặt ở trên thân thể mềm mại của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương như vậy. Mặt hai người gần sát, cả tiếng hít thở của nhau cũng đều có thể nghe rõ ràng. Từ ngón tay của Tiêu Viêm bị Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cắn, nhất thời một vệt máu đỏ thắm chậm rãi lan ra trên cặp môi hồng nhuận kia. Huyết hồng trên mặt, nhan sắc càng thêm tiêu diễm, càng làm cho Mỹ Đô Tòa Lữ Vương vốn xinh đẹp lại thêm vài phần hấp dẫn như là đóa hoa tường vi huyết sắc. Theo vết máu chậm rãi thẩm thấu ra, sắc mặt của Tiêu Viêm hơi đổi. Hắn có thể cảm thấy được năng lượng khổng lồ của hạt hỏa liên quấn quanh tại cánh tay phải đang nhanh chóng bị Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cắn nuốt đi ra. Không cần lo lắng, cho thôn thiên mã cũng là cho nàng cũng là cho, chỉ cần làm cho năng lượng dư thừa của hạt hỏa liên kia dở đi đều là giống nhau. Trong lòng an ủi chính mình như vậy, Tiêu Viêm cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Ánh mắt du ngoạn trên khuôn mặt hoàn mỹ đến tựa hồ không có chút tì vết kia. Cho dù song phương là ở phía đối địch, nhưng trong lòng vẫn như cũ nhịn không được vì sự xinh đẹp của nàng, âm thầm tán thưởng một tiếng, dẫn theo Mỹ Đô Tòa Lữ Vương tham lam cắn nuốt. Quang mang màu xanh trên cánh tay phải của Tiêu Viêm vốn ở tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được chậm rãi thành nhàn nhạt. Qua chốc lát thời gian, thanh quang rốt cuộc cũng hoàn toàn tiêu tán. Ngón tay giống như là ngọc thạch màu xanh biếc kia cũng là từ từ hồi phục bình thường. Năng lượng còn sót lại thuận lợi được xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Tiêu Viêm vừa mới tại trong lòng thở dài một hơi, nháy mắt sắc mặt trở lên đại biến, bởi vì hắn phát hiện sau khi đem hấp thu năng lượng này xong, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương vẫn như cũ không có ý tứ dừng tay. Mắt đẹp hẹp dài thoáng chút cười lạnh liếc hắn, nhẹ nhàng hút một cái, nhất thời toàn bộ đấu khí trong khí toàn của Tiêu Viêm đó là bị xả lổ lên từng đợt sóng nhỏ, đương nhiên ẩn theo kinh mạch bị hút đi ra khỏi. Dừng miệng lại, nhận thấy được biến hóa giữa khí toàn, sắc mặt của Tiêu Viêm cuồng biến cấp bách quát. Không có để ý tới Tiêu Viêm, mắt của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cười lạnh, bàn tay bóp cổ Tiêu Viêm
cố chút nắm chặt hơn, nhất thời khiến cho sắc mặt của Tiêu Viêm đỏ bừng một chút. Tức thật chứ. Nhận thấy được đấu khí trong cơ thể sắp theo ngón tay dũng mãnh kia đi ra ngoài, con mắt của Tiêu Viêm đỏ vằn máu lên. Hơn 20 ngày nay, hắn vì khôi phục lực lượng không biết mất bao nhiêu công sức. Nếu mà bị mụ đàn bà này mạnh mẽ hấp thu rồi, vậy đến lúc đi tới Vân Lam Tông, hắn muốn đi kiếm chuyện để tự sát hay sao? Con mắt đỏ ngầu, tay trái của Tiêu Viêm chậm rãi giơ lên ngọn lửa màu xanh, mãnh liệt tung bay dựng lên, nhất thời phòng trong vòng độ ẩm tăng lên. Mãnh liệt tung bay dựng lên, nhất thời trong căn phòng độ ấm bạo tăng. Nhìn ngọn lửa màu xanh trong tay trái của Tiêu Viêm, sắc mặt của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương không thể phát hiện nhưng là có chút biến đổi. Hiển nhiên làng cũng là nhận ra ngọn lửa này, đó chính là thanh niên địa tâm hỏa từng làm cho làng đến đau khổ. Dừng miệng lại, ta biết lấy thực lực của ngươi muốn giết ta rất là đơn giản. Có điều ngươi bây giờ làm như thế, nhưng cùng với hung danh của ngươi có chút không tương xứng. Ta nghĩ thực lực của ngươi hẳn là còn chưa khôi phục đi. Tiêu Viêm âm trầm nghiêng mặt, bàn tay bao trùm ngọn lửa màu xanh duỗi ra một chút, thấp giọng rồi nói, ngươi hẳn là nhận ra nó, lập tức buông tay ta ra, nếu không, hôm nay cho dù liều mạng một lần cũng muốn làm cho ngươi trọng thương. Nghe được lời uy hiếp của Tiêu Viêm, hàn ý hiện lên trong mắt của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương càng thêm nồng nặc. Lấy thân phận của nàng, còn chưa bao giờ có người dám uy hiếp nàng như vậy. Lập tức thì đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong đó sát ý lẫn nhiên. Bị Mỹ Đô Tòa Lữ Vương nhìn chằm chằm như vậy, da đầu của Tiêu Viêm cũng có chút tê dại. Có điều hắn cũng rõ ràng, trong loại trường hợp này, cho dù là biết rõ hạ trạng, ngày sau sợ rằng không quá tốt. Cũng chỉ có ngang ngạnh sắt đá, dù sao nếu là mềm dẻo, thì vì Mỹ xà lữ hung danh này đã đem hắn ngay cả xương đầu cũng luốt xuống. Trong phòng im lặng, ánh mắt hai người gắt gao nhìn nhau, ai cũng không chịu buông lỏng trước. Theo sự nhìn nhau kéo dài, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi từ trên trán của Tiêu Viêm từ từ nhỏ xuống. Cùng với Mỹ Đô Tòa Lữ Vương so bình khí thế, việc này không phải là chuyện dễ dàng. Duy trì rằng co thời gian khá lâu, ngay khi Tiêu Viêm có chút nhịn không được tâm xanh lùi bước, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương vì không chịu được ngọn lửa màu xanh không ngừng càng ngày càng gần kia, hung hăng lườm Tiêu Viêm rồi mới cực kỳ không cam lòng mở miệng ra. Nhìn Mỹ Đô Tòa Lữ Vương mở miệng, Tiêu Viêm như tia chớp đưa ngón tay trở về, cước trưởng tại trên giường trên nhẹ đạp, thân hình mãnh liệt bạo xạ trở ra, thân thể tại giữa không trung, hai tay hợp lại toàn tức lại lôi kéo lần nữa, ngọn lửa màu xanh cũng là bị kết thành một cái roi mây thật dài, roi mây vần quanh thân thể của Tiêu Viêm phòng ngự hết thảy công kích sắp tới. Sau khi hoàn thành phòng ngự xong, Tiêu Viêm lúc này cũng mới ngẩng đầu nhìn lên phía trên giường, nhất thời con mắt mạnh mẽ bật lên, chỉ thấy trên giường kia Mỹ Lữ xà với vóc người bốc lửa kia chính đang ngồi thản nhiên trên đó. Nhận thấy được ánh mắt của Tiêu Viêm, mặt của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cười lạnh, đưa tay xé một bên chăn mền nhanh chóng che lên trên người. Đường cong mê hoặc kia, cho dù là chăn mền che phủ vẫn như cũ là có vẻ cực kỳ mê người. Tại bên giường, một cái đôi rắn màu tím nhạt nhẹ nhàng buông xuống, có chút là đung đưa, phóng thích ra một cỗ dã tính hấp dẫn. Tiêu Viêm thấy Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lạnh như băng nhìn chằm chằm mình như vậy, khóe miệng cong lên, đưa tay thủ thế, đấu khí trong cơ thể cấp tốc chảy xuôi. Kinh hãi nhìn chằm chằm vào Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, phòng ngự làng đột nhiên tập kích. Ngươi là người đầu tiên dám buông lời uy hiếp ta. Nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú kia sau một lúc lâu, cuối cùng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương mới chậm rãi mở miệng, thanh âm như là tiếng đàn làm tê dại lòng người, hấp dẫn làm nhân ngứa ngáy. Ngươi cũng là người đàn bà đầu tiên cắn ta, Tiêu Viêm mạnh mẽ nói. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại, nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi hồng nhuận, động tác lơ đãng này cũng có thể làm cho lòng người cảm thấy xúc động mị hoặc. Cỗ năng lượng lúc trước hẳn là hạt sen ở giữa thanh niên địa tâm hỏa ngưng tụ. Lúc trước nếu không bởi vì thu thanh niên địa tâm hỏa tới tay, khiến cho bị trọng thương, loại bảo bối này ta quyết là sẽ không lưu lại lửa điểm. Tiêu Viêm cười khan không có trả lời, ngọn lửa màu xanh trong lòng bàn tay vẫn như cũ tung bay. Nhìn chăm chăm thật sâu ngọn lửa màu xanh trong tay của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lắc lắc đầu nhẹ giọng nói, không nghĩ tới kết quả cuối cùng, chỗ tốt lớn nhất cũng là bị người chiếm được. Cổ Hà kia sợ là tức giận không ít rồi. Ha ha, Lữ Vương bệ hạ lúc đó chẳng phải là thành công tiến hóa rồi hay sao? Ngươi xong được chỗ tốt cũng không ít rồi, Tiêu Viêm hăng hắc rồi cười nói. Vì lần tiến hóa này, lúc trước ta đã bị loại đau khổ này, ngươi cũng không phải là không phát hiện. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương nhàn nhạt rồi nói, lúc ấy nếu không phải là đang ở thời khắc mấu chốt, ta sẽ tự mình ra tay đem người làm thịt. Ha ha, nghe vậy Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười. Nguyên lai lúc trước, làng cũng là đã sớm biết mình ẩn lấp ở một bên rồi. Có điều, loài người kia không thể không nói là gan của ngươi rất là lớn. Cái đuôi điểm nhẹ hướng Tiêu Viêm, trên hai má của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hiện lên một mạt khí tức âm nhu. Giữa âm thanh tê dại lòng người kia, ngươi không chỉ có dũng cảm độc thân xông vào chỗ sâu trong sa mạc, càng còn dám đem bản thể tiến hóa của ta lui thành sủng vật. Phần đàm khí này qua nhiều năm như vậy, ta thật ra là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn thấy được sát ý trong giọng nói của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, Tiêu Viêm nhún vai vô tội rồi nói, ta không có đem ngươi nuôi trở thành sủng vật, chỉ là nó thích đi theo ta thôi.
như vậy không cần ta gọi ngươi một tiếng là chủ nhân. Trong con ngươi hẹp dài của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương khom thành một vệt cong nguy hiểm. Thanh âm cuối cùng thoáng có chút là kéo dài, giọng nói mê hồn, làm cho khuôn mặt của Tiêu Viêm vốn có định lực không thấp chợt đỏ hồng. Thân thể có chút biến đổi, giữa hai chân, quần giống như là có một cái gì nổi lên rất nhiều. Thanh âm này quả thực là vô cùng đáng sợ. Người lúc trước nói đúng, ta bây giờ đích xác là không có lực lượng đánh chết người. Có điều sau khi ta thức tỉnh, tin ta đi, ta sẽ tự tay lấy mạng người. Tay ngọc mảnh khảnh xa xa chỉ hướng Tiêu Viêm. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương khẽ khảnh nhức đầu cao ngạo, gằn giọng mỗi chữ một lần, ẩn hàm chứa sát khí lẫn nhiên. Tên tiểu tử loài người, chờ xem, trên thế giới này có tư cách đem bổn vương bắt gọi là chủ nhân, còn chưa có ai, ít nhất bây giờ người còn xa không có tư cách. Âm nhu cười, thân thể mềm mại của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương chậm rãi ngã xuống. Nhất thời, than thể bao tạ trên chăn mềm, đó là bị áp xúc của một cái vòng cung mê người. Toàn tức, quang mang mãnh liệt bạo xạ ra, thân thể của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương chậm rãi xúc giảm, cuối cùng hóa thành con rắn nhỏ Thôn Thiên Mãn. Nhìn Thôn Thiên Mãn, Tiêu Viêm toàn thân chợt mềm ra rồi ngã xuống. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình cũng đã mồ hôi đầm đìa. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy đừng quên bỏ ra một vài giây và vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Cũng như là như em thấy quảng cáo đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chữ đột phá thương khung phần 6 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTC Gaming. Cuối cùng thì mình NTC xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.